Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Còn này quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Còn này quy y đích quan thế âm bồ tát đích đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại thải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa địa điểm giảng đường quan nghiêm malaysia ngày 10 tháng 8 năm 2010 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tình Công Tập 107 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 127 Dòng thứ sáu từ dưới đếm lên từ xem từ câu phá, áo phiền áo phá phiền não thành. phá phiền não thành. Phiền não giả phá não Tham sân si Tham sanh. Phản Đẳng phiền tâm não thân cố danh phiền não trước hết giới thiệu đơn giản danh từ phiền não vì sao gọi nó là phiền não nó khiến cho tâm quý vị phiền buồn khiến cho thân quý vị khổ não nên gọi là phiền não tham sân si là cội rễ của phiền não vô lượng vô biên phiền não đều sanh từ chỗ này trong phật pháp ba cội rễ ấy được gọi là tam độc phiền não đúng là bẩm sanh tiếp theo đó Ta sách viết thù tham si sân mang. si mạng nghi ừ. thân kiến biên kiến, biên kiến hiếng, tà kiến kiến, hiếng, kiến thủ hiếng. giới thủ những thứ này được gọi chung là mười loại phiền não mười loại phiền não này còn gọi là kiến tư phiền não <laughs> thiên thai tông Dĩ kiến tư Trần sa Vô minh tam hoặc Sưng di tam phiền não Các phiền não này Được quy nạp lại Thành ba loại lớn Thứ nhất là kiến tư Kiến tư là Mười loại phiền não Đã nói trên đây Mười thứ phiền não ấy Được gọi là kiến tư phiền não Hai loại kia là Trần sa và vô minh Trong phần trước Chúng ta cũng thường nhắc tới hai loại này tham là tham ái sân là sân Quệ. si là ngu si mạng là ngạo mạng nghi là hoài nghi hoài nghi ở đây chẳng phải là hoài nghi thông thường mà là nghi ngờ Phật Pháp Tức là hoài nghi Thánh Giáo Hoài nghi Giáo huấn của Thánh Nhân Đó là phiền não nghiêm trọng Trong Kinh Đại Thừa Đức Phật đã nói đến khởi nguyên của vũ trụ đây là một vấn đề căn bản trong phật pháp triết học và khoa học mãi cho đến hiện thời khoa học và triết học vẫn chưa thể hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này trong mấy năm gần đây nhất do lượng tử lực học xuất hiện chuyện này đã có cách giải thích mới mẻ họ tìm ra cách giải thích mới cách giải thích mới mẻ ấy hết sức gần với kinh phật Nói theo Phật Pháp Kinh Đại Thừa thường nói Nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh Từ vô minh biến hiện a lại gia Chân tâm là tự tánh Tự tánh là chân tâm a lại gia là dòng tâm Dòng do đâu mà có Đương nhiên chẳng thể rời chân Rời khỏi chân há có hư vọng Giống như chúng ta đứng dưới ánh nắng Bèn có bóng Cái bóng ấy là hư vọng Bóng do đâu mà có Do thân người mà có Nếu chẳng có thân người Lấy đâu ra bóng Chúng ta sánh dí thân người như tự tánh Bóng là a lại gia Tự tánh Chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Thứ gì cũng đều chẳng phải Trong tịnh tông Gọi là thường tịch quan Đồng học tịnh tông Đều biết Tây phương cực lạc thế giới Có bốn cõi Ba bậc Chính phẩm Bốn cõi là thường tịch quan tịnh độ Thật báo trang nghiêm độ Phương tiện hữu dư độ Và phàm thánh đồng cư độ Cõi phàm thánh đồng cư Tương đương với lục đạo luân hồi nơi này Cõi phương tiện hữu dư Tương đương với bốn thánh pháp giới Trong thế giới của chúng ta Đối với thanh văn Duyên giác Bồ Tát Phật Cõi thật báo giống nhau Cõi thường tịch quan cũng giống nhau Thường tịch quan là bản thể Không đâu chẳng tồn tại Không lúc nào chẳng hiện hữu Nó là lý thể của dạng sự dạng vật trong vũ trụ vọng tâm xuất hiện A lại gia xuất hiện A lại gia có ba tính chất Phật Pháp gọi ba tính chất ấy là ba tế tướng Hết sức gì tế Rất khó thấy Nói theo giáo pháp Đại Thừa Bác Địa Bồ Tát mới thấy bà Tế Tương ấy Đây là nói đến công phu định lực Phải đạt đến mức độ sâu như bác Địa Tức là đại định rất sâu mới thấy được Trên bát địa còn có cửu địa, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Do vậy, trong hàng Bồ Tát, kể cả địa vị Phật, trong 42 địa vị thì năm địa vị tột đỉnh sẽ có thể thấy ba tế tướng ấy. Đương nhiên những tế tướng ấy chẳng phải là giả. Một người trông thấy chưa chắc đã là thật. Nhưng chỉ cần chứng đắc từ bát địa trở lên, quý vị đều thấy. Tức là những tế tướng ấy chẳng phải là giả do vậy cảnh giới trong thiên định là cảnh giới hiện lượng nó có ba tính chất gì có năng lượng có hiện tượng vật chất và hiện tượng thông tin thông tin là hiện tượng tinh thần chúng ta thường nói tinh thần là thọ tưởng hành thức nó có hiện tượng ấy những hiện tượng ấy do đâu mà có đều là vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh trong tự tánh sẵn có bớt quá là bị mê tự tánh bị mê bên gọi là ai la gia ai lại gia khiến cho những hiện tượng ấy bị biến chất trong tự tánh có trí huệ Có đức năng Có tướng hảo Hãy một thứ bị mê Toàn bộ sẽ bị biến đổi Trí huệ biến thành phiền não Ở đây chúng ta nói là Kiến tư phiền não Nói theo trong thiên thai Phạm vi sẽ to lớn Kiến tư trần xa và vô minh Hoàn toàn là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh bị biến chất Biến thành những thứ ấy Đức năng biến thành tạo nghiệp Khởi tâm động niệm Tạo tác hết thảy nhiễm tình thiện ác Cội nguồn của chúng là đức năng trong tự tánh Lục đạo mười pháp giới vốn là tướng hảo trong từ tánh Toàn bộ đã bị biến chất Nên trong kinh Đức Phật thường nói Hết thảy các pháp từ tâm tưởng Đức Phật lại thường dạy chúng ta Điều này được nói trong kinh Hoa Kim Vũ trụ và dạng pháp Được hình thành như thế nào Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến à, Cái có thể hiện Có thể sanh là tâm chúng ta Nó có thể biến Sanh ra vô lượng vô biên biến quá Đó là thức của chúng ta khởi tác dụng Tức là gì? Phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước Bèn sanh ra biến quá chẳng có phân biệt chấp trước nó bèn hiện tướng chẳng nảy sanh biến quá nó có thể hiện ra vì thế gọi thật báo trang nghiêm là do tâm hiện trong ấy chẳng có biến quá vì chẳng có phân biệt chấp trước phiền não là chuyện như thế đó Do vậy, tuy phiền não vô lượng, vô biên, Phật Bồ Tát quy nạp chúng thành 10 loại lớn, gọi là 10 phiền não. Trong thiên thai gọi 10 phiền não ấy là kiến tư phiền não. Nói chi tiết thì tham, sân, si, mạng nghi là cách nghĩ sai lầm, nên gọi là tư tức tư phiền não năm thứ thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến và giới thủ kiến là cách nhìn sai lầm đó là kiến phiền não đối với mọi chuyện quý vị đã nhìn sai rồi đó là cách nhìn sai lầm hợp với cách nghĩ sai lầm trong phần trước sẽ gồm trọn tất cả những sai lầm chẳng có gì lọt ra ngoài được trần sa cũng là phiền não vì sao quý vị chưa thể liễu giải chân tướng của nó đây là gì quá nữa là nói về các hiện tượng vũ trụ đối với những gặp gỡ trong đời chúng ta lý sự nhân quả quá phức tạp, quá nhiều Chẳng thể biết rõ số lượng Nên dùng trần sa làm tỷ dụ Sánh dí các phiền não ấy giống như bụi đất Giống như các bụi quá nhiều Chẳng thể biết rõ số Nên gọi là trần xa phiền não Vô minh Minh là hiểu rõ Đối với dạng sự dạng vật trong vũ trụ quý vị chẳng hiểu rõ thể của chúng là gì hiện hình tượng gì nhân quả là gì những gì là sự những thứ nào là lý đều chẳng hiểu rõ ràng do đó mê hoặc đó cũng là phiền não phiền não gồm ba loại lớn tức kiến tư phiền não trần sát phiền não và vô minh phiền não trong kinh hoa nghiêm kiến tư phiền não được gọi là chấp trước trần sát phiền não được gọi là phân biệt Vô minh phiền não Được gọi là vọng tưởng Vì lẽ đó vọng tưởng phân biệt chấp trước Như Kinh Hoa Nghiêm nói Có cùng một ý nghĩa với ba loại phiền não Trong tông thiên thai Danh sinh khác nhau Nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Vô minh là khởi tâm động niệm Chẳng khởi tâm không động niệm Trí huệ hiện tiền Khởi tâm động niệm thì trí huệ chẳng còn Biến thành vô minh phiền não Cổ Đại Đức Cũng dùng tỷ dụ trong kinh Kinh sánh dí chân tâm như nước Một ao nước trong ấy rất sạch Chẳng có nhiễm ô, thanh tịnh Nước chẳng nổi sống, gió lặng Mặt nước giống như một tấm gương Chiếu soi cảnh giới bên ngoài rõ ràng, rành rẽ Đó là gì? Đó là minh, minh tâm Nếu là đồng Thì hãy đồng bèn cuồng sống Nếu gió nổi lên Nước bèn sinh ra sống Nếu nước nổi sống Sẽ chẳng sôi rõ rệt cảnh giới bên ngoài Chân tâm cũng giống như vậy Nên tâm chẳng thể động Tâm thể động bèn mê Tâm biến thành A-lại-gia Chẳng động thì A Lại Gia khôi phục thành chân tâm Vì thế Pháp tướng nói A Lại Gia Là nửa chân nửa giọng Nửa thật nửa giả đúng vậy A Lại Gia xác thực có tính chất ấy làm thế nào để gạt bỏ cái phân nửa hư dòng để khôi phục thuần chân thì sẽ thành Phật. Đại trí Độ luận nói Phiền não giả Năng linh tâm phiền Năng tác não cố Ý nghĩa chẳng khác phần trên cho mấy Những điều này đều là cách giải thích trong kinh luận Đối với chữ phiền não Trong câu Pháp phiền não thành Thành giả thành bảo Tức là công sự phòng ngự thời cổ Thành bảo Sảnh dí phiền não kiên cố Giống như thành lũy Rất khó buông xuống Rất khó công phá Phạm phu chúng ta chẳng có cách nào Phật diễn diệu pháp Tôi phá chúng sanh Thân tâm trung phiền não chi bảo lụy Cố giết phá phiền não thành Đây là Giải thích đại ý của câu kinh văn này Ở đây chẳng nói Phật thuyết diệu Pháp Mà dùng chữ diễn diễn là biểu diễn đức phật làm cho chúng ta xem chuyện này thuộc về thân giáo tích ca môn đi phật giáo học vô cùng thành công chúng ta phải nghiêm túc học tập những chỗ như thế này Tại Trung Quốc Khổng mạnh giáo học thành công Gây ảnh hưởng trong 2.500 năm Cho đến tận ngày nay Phật Thích Ca giáo dục thành công Chiếu theo cách ghi chép trong lịch sử Trung Quốc Ngài đã gây ảnh hưởng suốt 3.000 năm Sau đây vẫn còn có người chịu ảnh hưởng của Ngài Đức Phật tự nói Pháp dẫn của Ngài là một dạng hai ngàn năm Nói theo cách hiện thời Sự giáo học khỏi Đức Phật tài thế Đã ảnh hưởng đến con người trên địa cầu Trong suốt một dạng hai ngàn năm Thời gian dài như thế đó Vì sao Ngài dạy thành công như vậy? Ngài làm được những điều Ngài đã dạy trước tiên Ngài dạy chúng ta phá phiền não thành Chính Ngài đã phá trước Chính Ngài chẳng đoạn phiền não Thì làm sao có thể giúp chúng ta đoạn phiền não Phạm những gì đã nói trong kinh Ngài đều làm được toàn bộ Những gì Ngài chẳng làm được Ngài chẳng bao giờ nói Vì thế giáo học mới có thể thành công Mấy năm trước Năm 2005 chúng tôi mở trường dài thí nghiệm tại trấn than kỳ huyện lô giang tỉnh an quy trung quốc nhằm thí nghiệm có thể thực hiện văn hóa truyền thống tại tiểu trấn ấy hay không chúng tôi triệu tập một nhóm giáo viên số lượng chẳng đông ba mươi mấy vị Tôi trò chuyện với các giáo viên về vấn đề này Vì sao? Thích Ca bao Ni Phật Khổng tử, mạnh tử Có giáo học thành tựu thù thắng như thế Quan sát cẩn thận Sẽ thấy Người ta trước hết phải làm được đã làm được rồi mới dạy người khác Đó là thánh nhân Hệ đã nói Bèn chắc chắn có thể làm được Đó là hiền nhất Nếu chỉ nói Chứ chính mình không thể làm được Ta gọi cái đó là phường gạt người Gạt người thì làm sao có thể thành tựu cho được Tôi cổ vũ khích lệ các giáo viên phải học theo thánh nhân phải hướng theo khổng tử hướng theo thích ca mâu ni phật mong bằng được các ngài chúng ta cũng thành thật thật sự thực hiện giống hệt như các ngài thì sẽ giáo dục thành công ba mươi mấy vị giáo viên ấy vô cùng đáng quý đúng là họ thật sự làm đúng là đại thánh đại hiền do đã làm nên thấy hiệu quả rất nhanh dân cư trong tiểu trấn ấy sanh khởi biến hóa Gần như là chuyển biến 180 độ Khiến cho chúng tôi thật sự tin tưởng Nhân chi sơ tánh bổn thiện Thật sự hiểu rõ Con người rất dễ dạy Con người có những thói hư tật xấu Là vì chẳng có ai dạy Nếu có người dạy Sẽ rất dễ dạy Hãy dạy được bèn quay đầu lương tâm hiển hiện mà cũng chẳng toàn làm những chuyện sai trái đáng hổ thẹn sẽ thâu được hiệu quả tốt đẹp đó là lấy thân làm gương thì mới thật sự giúp chúng sanh đoạn phiền não tăng trưởng trí huệ câu kế tiếp là hoại chư dục tiệm dục ở đây là dục vọng Tình ảnh sớ viết ái dục chi tâm thâm nhi di nan diệt cố thuyết di tiệm giáo đoạn linh hoạt Chúng ta đọc tiếp đoạn kế đó Chân giải viết Quại chư dục tiệm giả Xã dục tâm Ái dục thị chư khổ chi bổn Dục lưu thâm quản Chúng sanh phiêu nịch Chi di nhi năng độ Thuyết dĩ di tiệm Tiệm là gì? Dưới đó là chú giải Nhiễu thành trường thủy khanh giả Người qua gọi đó là hồ thành hà Bảo vệ thành lũy Phía ngoài thành lũy đào một ngòi nước dài Trước kia Để ngăn ngừa địch nhân Tấn công thành Thì hào là Một tuyến chướng ngại Đây là nói chỉ dụ Sánh dí dục vọng Như hộ thành hà Rất khó công phá Ái dục chi tâm Thâm nhi di năng diệt Lòng tham ái của con người Là phiền não bẩm sinh Chẳng cần phải học Chúng ta hãy chú tâm quan sát Quý vị thấy Trẻ thơ 3-4 tháng tuổi Nếu có hai đứa trẻ ở cùng một chỗ quý vị đặt một miếng đường ở đó sẽ thấy hai đứa trẻ tranh đoạt do từ chỗ này quý vị nhận thấy trẻ thơ bé bỗng dường ấy chẳng có ai dạy mà đã có tâm tham tâm ghen ghét ta có thể thấy được ái dục vì thế phật pháp gọi nó là câu sanh phiền não nếu chẳng biết ngăn ngừa phiền não ấy dạy dỗ đàng hoàng cứ để mặc cho nó tăng trưởng tập khí sau này sẽ bị phiền phức đúng là chuyện gì nó cũng đều có thể làm được đó là gì tập tánh Cổ nhân Trung Quốc Đúng là có trí huệ Bắt đầu dạy dỗ từ thuở bé Khiến cho trẻ thật sự lý giải đúng, sai, thiện, ác Ái chẳng đoạn được mà trong một đời người cũng chẳng thể thiếu nó nhưng phải có chừng mực phải có hạn chế phải dạy điều này hợp tình hợp lý thì chấp nhận Phải có hạn độ nhất định Chẳng thể vượt qua Tổ tiên giáo học bằng lễ Lễ là tiết độ Có chừng mực nhất định Quý vị chẳng thể vượt qua Hãy vượt qua là trật trụ Phạm lỗi rồi Do vậy lấy lễ làm tiêu chuẩn Trong Phật Pháp Bạn dùng giới luật làm tiêu chuẩn Quý vị phải giữ giới Phải giữ lễ Đệ tử quy nói về những quy củ Do cổ thánh thiên hiền chế định những quy củ ấy chẳng phải do họ sáng tạo Mà cũng chẳng do họ phát minh Hoàn toàn là thuận theo tánh đức để chế định Giúp chúng ta trong một đời này Trở về sự chân phát Chân thật Trong Phật Pháp Điều này được gọi là Dòng tận hoàng nguyên vì thế, mục đích chủ yếu của nền giáo dục Trung Quốc là ở chỗ này. Chúng ta chế nên không biết quy chân hoặc hoàng nguyên là đạt đến gì đạt đến địa gì thánh nhân người trung quốc nói thánh nhân còn trong sự giáo hóa của đức phật thì gọi là phật đà trong phần trước tôi đã giảng rất nhiều về chân thật ký của như lai chân như bổn tánh đều là nói về chuyện này sách hoàng nguyên quán đã gọi nó bằng một danh từ rất hay từ tánh thanh tịnh viên minh thể danh từ dài hơn một chút nhưng ý nghĩa vô cùng hay rất rõ ràng rất minh bạch từ tánh viên là viên mãn Giống như Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ đã nói Đào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ Trọn đủ có nghĩa là viên mãn Đó là ý nghĩa của viên Mình là trí huệ Vô lượng trí huệ Vô lượng tướng hảo Tướng hảo cũng thuộc vào viên Đức năng và tướng hảo đều dùng một chữ viên làm đại biểu Còn trí huệ dùng chữ minh làm đại biểu Quý vị thấy viên minh thể Chính là bản thể của dạng sự dạng vật Do vậy danh từ này rất hay Trở về bản thể là đúng trong triết học nói đến bản thể Bản thể của vũ trụ dạng hữu Đập khí phiền não Nhất là tham sân si Là những thứ bẩm xanh Khi đã mê Đánh đức biến thành tham sân si cho nên tăng trưởng những thứ ấy Vì tăng trưởng sẽ mâu thuẫn với bổn tánh trái nghịch bổn tánh bổn tánh là thiện còn nó là bất thiện tuy đã mê bất thiện chẳng thể lìa khỏi bổn tánh quá xa vẫn nhất định là chuyện thuộc trong phạm vi của nó chẳng thể thoát khỏi sau khi chúng tôi học Phật Bèn hiểu rõ Cổ Thánh Tiên Hiền Đều là chư Phật Bồ Tát Tái Lạc Các Ngài đã thật sự thành Phật Từ bao kiếp xa xôi trước Nên các Ngài hiểu rất rõ ràng Các Ngài vì chúng ta Mà chế ra lễ nhạc Và chúng ta phải tuân thủ Dẫu một đời này chưa thể khai ngộ Chưa thể trở về tự tánh Nhưng cũng có thể sống một đời hạnh phúc mỹ mãn. Đó là chuyện tốt đẹp Tổ tiên đã quy nạp lại Nên chỉ dạy chúng ta 12 chuyện rất dễ nhớ và chúng ta trong cuộc sống hàng ngày Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Cho nên vượt khỏi phạm vi ấy 12 chữ ấy là Hiếu, để trung tính Lễ, nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình Nghĩa là đối cha mẹ phải biết tận hiếu đối với anh em người trên phải biết tận hết lòng để cung kính tôn trọng hòa hợp nhường nhịn đối với quốc gia và nhân dân phải biết tận trung đối với hết thảy mọi người phải biết giữ chữ tính trở nên lừa gạt thiếu để trung tính đãi người tiếp vật phải biết lễ phép lễ vô cùng quan trọng trở nên xem thường nếu quý vị xem thường lễ xã hội sẽ loạn động gia đình bất hòa vì thế cổ nhân hết sức coi trọng lễ trong một gia đình cha con vợ chồng anh em mỗi người đều phải tuân thủ lễ một nhà hòa thuận Gia hòa dạng sự hư Trong xã hội Ai nấy đều hiểu lễ Xã hội an tường Hòa hợp Xã hội an định Hòa hải. Lễ rất trọng yếu Nghĩa Là đạo nghĩa Khởi tâm đồng niệm Ngôn ngữ tạo tác phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp Đó là nghĩa Liêm là liêm khiết Chẳng lấy của cải vượt ngoài bốn phần Chẳng chiếm đoạt chút tiện nghi nào của người khác Điều gọi là liêm Tri sĩ Đức hạnh của chúng ta thua kém người khác sỉ nhục học thuật không bằng người đó là chuyện thứ yếu quan trọng nhất là đức hạnh dẫu nghèo hèn đến mấy nhưng có đức có đạo vẫn được người trong xã hội tôn kính ngay cả người đời sau Cũng thường nhắc tới Xin lòng tôn kính sâu xa Chúng ta hãy nghĩ xem Khổng tử Nhan hồi 2.500 năm sau Khi nghe nhắc tới danh hiệu của họ Người trong thế gian Vẫn sinh lòng kính ngưỡng Thỏa sinh tiền họ nghèo túng cũng chẳng có địa vị gì, gì trong xã hội có thể gọi là kẻ nghèo hèn nhưng họ có đạo đức đó là điều trọng yếu bốn chữ sau cùng là nhân ái hòa bình nhưng là thôi kỹ cặp nhân nghĩ đến chính mình bèn nghĩ thay cho người khác kỹ sở bất dục vật thi ư nhân người có lòng nhân yêu thương con người yêu thương con người bèn chẳng hại người à, cuối cùng là hòa bình xử sự, sự hòa thuận đối đãi bình đẳng Quý vị thấy Tổ tiên chỉ dạy chúng ta 12 chữ Làm được 12 chữ ấy Thiên hạ Thái Bình Xã hội hài hòa Đời người hạnh phúc mỹ mãn Là do 12 chữ ấy 12 chữ ấy là tánh đức Là tiêu chuẩn do Tổ tiên ban cho chúng ta Trong Phật Pháp Đức Phật dạy chúng ta thập thiện nghiệp đặc Có ý nghĩa rất gần gũi với 12 chữ của Tổ tiên Trung Quốc Chẳng sát sinh là nhân Nhân ái Không chỉ chẳng thể giết người Mà đối với tất cả hết thảy động vật Đều phải yêu thương Người đời thượng cổ ăn thịt Quý vị thấy Trong lịch sử Trung Quốc Được ghi chép sớm nhất là một khi thị Phục là hàng phục Hy là gì? Là giả thú Thời, Thời cổ thứ gì cũng chẳng có Làm thế nào để duy trì cuộc sống? Săn bắn Người và thú đấu tranh Năm trăm năm sau Thần Đông Thị xuất hiện Đề xướng trọng trọt Do vậy Trung Quốc mấy ngàn năm qua Do nghề nông mà lập quốc Nên nông dân có địa vị rất cao Xưa kia xã hội Trung Quốc Gồm bốn giai cấp Là sĩ nông công thương Địa vị cao nhất trong xã hội là người đọc sách Người đọc sách có sự tu dưỡng đạo đức Có trí huệ của cổ thánh tiên hiền Vì vậy thời cổ có một câu nói như thế này Dạng ban giai hạ phẩm Duy hữu đọc thư cao Nhằm cổ vũ khích lệ con người hãy hiếu học Học theo Thánh Hiền Đọc thư trí tại Thánh Hiền Chẳng phải là nói ta học hành Nhằm mái sau đạt được công danh phú quý Chẳng phải vậy Không nhằm mục tiêu đó Mà mục tiêu đặt nơi Thánh Hiền Học theo Thánh Nhân Học theo Hiền Nhân gương mẫu mô phạm thánh hiền là Cổng tử mạnh tử lấy các ngài làm đại biểu hai vị này suốt đời làm thầy nhưng thích ca mâu ni phật thực hiện viên mãn nhất chúng ta phải nhận biết điều này thích ca mâu ni phật chẳng phải là thần mà cũng chẳng phải là tiên Ngài là người Chúng ta phải nhận biết Ngài rõ ràng Ngài mang thân phận gì? Chức nghiệp là Thầy Quý vị nhìn vào tám tướng thành đạo của Ngài bèn hiểu Sau khi khai ngộ Đức Phật suốt đời giáo học 30 tuổi khai ngộ Bèn bắt đầu giáo học 79 tuổi viên tịch Kinh thường Giác Giảng kinh hơn 300 hồi Thuyết pháp 49 năm Cả đời ngài dạy học 49 năm Mang chức nghiệp giáo sư Lại còn chẳng nhận học phí Chẳng lấy đồng nào Lòng dạ rộng lớn, học trò chẳng phân biệt quốc gia, sắc tộc, chẳng phân biệt tính người, người đến chẳng cự tuyệt, kẻ đi chẳng cầm giữ. Tất ca đi Phật là người như vậy, phải nhận biết Ngài rõ ràng. Bản thân Ngài, quý vị thấy, trước khi giáo dục, Ngài tu khổ hành 12 năm, 19 tuổi rời khỏi gia đình, đi ra ngoài tầm sư phỏng đạo, học xong 12 năm, sau đó, dưới cội bồ đề, ban đêm nhìn sao mai, đại triệt đại ngộ sự nghiệp của bậc thánh hiền là gì dạy học trong xã hội trung quốc Thời trước có hai hạng người rất thanh bật nhưng đặc biệt được mọi người trong xã hội tôn kính thứ nhất là người dạy học dạy học là sự nghiệp thánh hiền trong các nghề nghiệp thuở ấy quý vị làm nghề gì đắc ý về phương diện nào người dạy học được gọi là phu tử ta làm phu tử ta gọi khổng tử là khổng phu tử thì phu tử là thầy ngài theo đuổi nghề nghiệp phu tử được mọi người trong xã hội tôn kính Người dạy học Cũng giống như khổng tử Dần một chút học phí Học phí chẳng có tiêu chuẩn Nếu định giá cả Sẽ thành buôn bán Chẳng còn là bậc thánh hiền nữa Vì thế Người dạy học sống bằng cách nào Kể vào phụ huynh học sinh giúp đỡ Một năm ba dịp lễ Tết Tại Trung Quốc Là tiết đoan ngọ Trung thu Đến quyền đẳng Phụ huynh học sinh biếu thầy bổ ít lương thực Tùy ý Có nhiều thì biếu thầy nhiều một chút Gia cảnh bần hàng Thì biếu ít một chút thật sự cuộc sống của thầy giáo rất khó khăn thầy còn phải giúp đỡ học trò còn phải giúp cho gia đình học trò sinh sống điều ấy đáng cho mọi người tôn kính thầy là người lưu truyền thánh đạo chẳng phải là lái buôn do vậy thường là cuộc sống khá kham khổ Người ta thường gọi thầy giáo là cùng tú tài Chúng ta phải biết điều này Hàng người thứ hai được tôn kính là thầy Lan Thầy Lan tại Trung Quốc Từ thời cổ cho đến thời đầu dân quốc Đại khái cho đến năm dân quốc 20-30 Chỗ nào cũng đều có thể gặp thầy Lan thầy lan chữa bệnh cho người khác chẳng nói giá tiền chẳng nói đến chi phí chữa trị chữa lành bệnh thì quý vị tặng thầy lan một ít lễ vật khi biếu tặng là tùy ý chẳng phải là thầy đòi bao nhiêu chẳng phải vậy thầy lan toàn tâm toàn lực cứu người chữa bệnh mà ra giá thì chẳng phải là đã biến thành con buôn rồi ư thầy lang chẳng phải là lái buôn mà là cứu người cứu thân mạng con người phu tử tức những gì dạy học nhằm cứu huệ mạng của người ta trong ấy quá nữa là nghĩa dụ cả đời là nghĩa dụ Thích Ca Mô Ni Phật lại càng là một người làm công tác thiện nguyện tiêu chuẩn. Cơm ăn mỗi ngày đều sinh từ bên ngoài. Nên học trò muốn cúng dường thầy một đồng, thầy đều chẳng nhận. Trong xã hội, hai hạng người ấy được sùng kính. Hãy nói tới họ, không ai chẳng nể sanh lòng tôn kính. hiện thời đã biến chất mất rồi bác sĩ tra giá đã biến thành công việc trong nhà trường thầy giáo chẳng sốt sắng dạy ngấm ngầm mở lớp dạy thêm trong buổi học chánh thức ở trường thầy chỉ dạy một nửa nửa kia chẳng dạy giữ lại để dạy trong lớp dạy thêm không đi học thêm không được học thêm thì phải thâu học phí nên thầy cũng biến thành lái buôn à, trung quốc, xưa kia trung quốc có nông sĩ nông công, sĩ công, công sĩ thương nay sĩ nông công đều Chuyển chẳng đoàn đoàn còn, đoàn còn nữa chỉ có thương nhân toàn là thương nhân toàn là thương nhân sẽ phượng bước lớn thương là gì thương là chuyên nói tới của cải đây là thứ ham muốn to lớn của con người người ta ác phải tranh giành. Sởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình Xã hội ấy làm sao có thể hài hòa cho được Lẽ nào xã hội ấy chẳng động loạn Do vậy đọc sách nhiều Đọc những trước tác của cổ nhân Rồi nhìn lại xã hội hiện tại Quý vị sẽ hiểu rõ ràng Trành trẻ gốc bệnh ở nơi đâu Mà cũng hiểu rõ phải dùng phương pháp gì để cứu vãn chẳng phải là không thể cứu có thể cứu nhưng phải nghe lời thì mới được nếu có thể buông xuống dục vọng của chính mình thì mới có thể cứu không thể buông xuống dục vọng xã hội sẽ chẳng có cách cứu đến cuối cùng chính mình và xã hội đồng quy ưu tận Hiện thời người phương Tây nói đến ngày tàn của thế giới Đó chính là đồng quy ư tận Dường như hiện thời các điểm báo đã xuất hiện Từ các phương tiện thông tin Chúng ta thấy các xã hội trên toàn thế giới động loạn Địa cầu xảy ra tai nạn liên tiếp nơi nào cũng có những hiện tượng như vậy chưa từng thấy trong lịch sử toàn thế giới đó là trời cao đã cảnh cáo chúng ta nếu vẫn chẳng quay đầu sau đó sẽ là tận thế Thật sự quay đầu Sửa lỗi đổi mới Sẽ được cứu Chẳng phải là không có cách cứu Kinh Phật thường nói Tướng chuyển theo tâm Cảnh chuyển theo tâm Cảnh giới cũng chuyển theo tâm Chủ tể là ý niệm của chúng ta Ý niệm của chúng ta đoan chánh Bèn tương ứng với tánh đức hòa hài xuất hiện nếu ý niệm của chúng ta là tà tri tà kiến tai nạn hiện tiền chuyện là như vậy đó do vậy đó đến tướng chuyện pháp luân của đức phật ở đây câu cuối cùng rất trọng yếu giáo đoạn linh hoài tức là dạy chúng ta hãy đoạn ái dục và chúng ta hãy buông ái dục xuống Đừng nên vì chính mình Mà hãy vì xã hội, vì quốc gia Vì thế giới Vì hết thảy chúng sanh khổ nạn Đó là hành Bồ Tát Đạo Quý vị chẳng còn là Phạm Phu Mà là từ Phạm Phu tăng tấn thành Bồ Tát Vì sao? Ở đây đã cho chúng ta biết sách chân giải giảng như sau. Ái dục thì chư khổ chi bổn. Một đời người hoặc là đời đời kiếp kiếp căn nguyên tạo tác hết thảy tội nghiệp đều nhằm thỏa ái dục Ái là tham Dục là danh từ chung Để chỉ tài sắc Danh vọng Ăn uống ngủ nghỉ Tham tài Tham sắc Tham danh Tham lợi Quyền phức bèn xảy đến Lòng tham khôn cùng Chẳng đáng sợ chúng ta nhìn thấy trong xã hội hiện thời dòng sông ái dục sâu rộng nhiễm bệnh quá sâu truyền nhiễm quá rộng một người nêu gương những kẻ khác đều học theo mọi người trên toàn thế giới đều biến thành phường tham lam khi ấy phải làm như thế nào? Luân lý chẳng còn nữa Đạo đức cũng chẳng có Nhân quả cũng chẳng có một ai tin tưởng Pháp luật cũng chẳng quản được Chính quyền quốc gia cũng chẳng quản được Nếu tới nông nội ấy Thì sẽ như trong tôn giáo nói thượng đế phải nhúng tay thật ra chẳng phải là thượng đế nhúng tay cuộc sống của thượng đế sung sướng lắm ông ta quan tâm đến chuyện thế gian để làm gì thật sự chẳng phải là thượng đế nhúng tay mà là gì thiên nhiên muốn trả đũa thật đấy hiện thời chúng ta mặc sức tham lam tưởng đoạt tài nguyên của địa cầu có lỗi với địa cầu địa cầu ác sẽ ra tay trả đũa đó là thiên tai tai nạn gì cũng đều xảy ra Động đất xảy đến Sống thần xảy đến Bão tố xảy đến Khí hậu biến quá dị thường Đó là địa cầu trả đũa quý vị Nghĩa là gì? Quý vị đã làm quá lố Thật sự vì cuộc sống Thì nó chẳng trách quý vị Quý vị muốn kiếm sống Dở quan một cuộc đất Trồng một ít lương thực Đất đai chẳng trách quý vị Vì sao? Đó là chuyện cần nên làm nếu quý vị vì dục vọng của chính mình muốn giàu to dẫn đến những hành động phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên sẽ bị phiền phức to lớn thiên địa quỷ thần chẳng dung quý vị chớ nên cho rằng chẳng có có thật đó Cây có thần cây Hoa cỏ có thần hoa cỏ Núi có thần núi Sông có hạ bá Đất đai có thổ địa công Thật sự có Chẳng giả tiếng nào Quý vị bạc tình Tước đoạt tài nguyên của họ Họ chẳng có chỗ thưa gửi Sẽ báo thù Chân tướng sự thật Trong đó đã được Kinh Phật giảng rất rõ ràng Tướng do tâm sanh Cảnh do tâm chuyển Chúng ta dùng tâm thái tốt đẹp Để đối xử với người Với sự với thiên địa dạng vật thì thiên địa dạng vật sẽ đối xử tốt đẹp với chúng ta chúng ta dùng dục vọng ác niệm để đối xử với chúng chúng sẽ trả đũa vô cùng tàn khốc chúng sanh phiêu nịch nhi năng độ Ví dụ như cái hào <laughs> Tiếp theo đó Là lời giải thích đơn giản Tìm Nhiễu Thành Trường Thủy Khanh Giả Tức là hộ thành hạ Phật Pháp kiếm Tiệt dục tìm Linh tán hoài giả Gươm là tỷ dụ Tỷ dụ Phật Pháp Giống như một thanh bảo kiếm Có thể chặt đứt dục Đây là nói rõ Đức Phật giảng cho chúng ta những đạo lý Quý vị thật sự hiểu rõ Thật sự thông đạt sẽ tự nhiên chiều buông xuống biết dục chẳng phải là chuyện tốt đẹp trái nghịch tự tánh đã tạo nghiệp tội lỗi rất sâu vì sao cứ muốn làm Cũng như trong phần trước chúng tôi đã nói Chuyện vi phạm tánh đức Chẳng có một tí lợi ích nào đối với chúng ta Y học của Trung Quốc cũng nói rất hay Thương thân bại đức Dùng dòng quá nhiều Thân thể của chính mình sẽ bị tổn thương tên thầy quý vị sẽ lắm bệnh người lắm bệnh rất khổ hiện thời chẳng có thuốc nào chữa lành vì sao lòng người bất thiện thuốc tốt cũng biến thành xấu bị biến chất rồi quý vị hãy nghĩ xem vì sao nó bị biến chất Có người hiện thời dùng thuốc độc Để nhiễm độc đại địa Dược vật sinh trưởng trên đất Quý vị nhiễm độc đại địa Đại địa sinh trưởng ngũ cốc Các thứ lương thực Những dược thảo sinh trưởng đều dính chất độc Chỉ có một con đường chết Chúng ta phải hiểu đạo lý này Quý vị thấy hiện tại Trồng trọt dùng thuốc sát trùng Dùng phân bón hóa học Thuốc sát trùng và phân bón hóa học Là chất độc hại đối với đất Thâu hoạch mùa đầu cũng khá Rất tốt Mùa thứ hai, thứ ba trở đi Chẳng có thâu hoạch Đất chẳng sinh trưởng thứ gì Đến khi ấy bèn làm sao nguy cơ thiếu đương thực hiện tiện nguy cơ thiếu đương thực do đâu mà có tự làm tự chịu Chứ nên dùng những thứ hóa học ấy để diễm độc đức đai sử dụng phương thức canh tác bằng sức người cổ truyền thực vật sẽ lành mạnh nhất Cổ nhân Tế trời đất Núi sông quỷ thần Vì sao báo ân Có người hiện thời Nghĩ chuyện ấy là mê tín Chê bài cổ nhân mê tín Thiếu trí huệ Chẳng hiểu khoa học Hiện thời họ tin tưởng khoa học Há có quỷ thần cổ dân mê tín nhưng cuộc sống tốt đẹp người hiện thời chẳng mê tín nhưng hướng chịu tai nạn mỗi ngày ai đúng ai sai chúng ta phải lắng lòng quan sát đừng nên người khác nói sao ta hùa theo như vậy nếu hùa theo là đã sai mất rồi Hãy lắng lòng quan sát Cách làm của cổ dân có lý Quý vị khăng khăng chẳng có quỷ thần Nhưng hiện thời quỷ thần đã ở bên cạnh quý vị Quý vị có tin hay không? Quý vị thấy tại Trung Quốc và ngoại quốc Bao nhiêu kẻ bị quỷ thần dựa thân tôi giảng kinh mỗi nơi đều gặp những kẻ bị dựa thân, Vừa thân chẳng phải là họ giả dờ, mà đúng là có linh quỷ dựa thân. Nếu quý vị trông thấy, chẳng thể không tin tưởng, không thể giả dờ được. Thiên địa quỷ thần đều đến dựa thân Tôi đều thấy cả rồi Chúng tôi trông thấy Cũng chẳng thể nói Hãy nói thì sao Nói ra tức là chúng tôi cũng mê tín Tôi hiểu rất rõ Rất minh bạch Tôi biết tuân thủ giáo huấn cổ nhân Chắc chắn là chính xác Chúng ta thua xa cổ dân Trong giới khoa học giả Quý vị thấy Nhiều nhà khoa học là tín đồ tôn giáo kiên thành Họ cũng là mê tín hay sao? họ chẳng mê tín còn chúng ta thật sự biến thành mê tín giới nên không biết những chân tướng sự thật này câu kế tiếp tẩy trạc cấu ôn hiển minh thanh bạch Nói đến Các nguyên lý và nguyên tắc giáo hóa chúng sanh Của Thích Ca Mâu Ni Phật Hợp tán viết Kiến ái phiền não Thí như cấu ô Không huệ năng trừ Việc như tẩy trạc Trừ tà hiện chánh Cố giết hiển minh Dĩ hộ pháp thành Cố giết thanh bạch Siêu chư quỷ bán Cố giết thanh bạch Trong lời chú giải này Sách hợp tán nói Kiến ái phiền não Thì kiến là kiến hoặc Bao gồm thân kiến, biên kiến Tà kiến kiến thủ và giới thủ Ái là tham ái Là cội gốc của phiền não Cội gốc của cội đệ ấy chính là ngã kiến, à, có hãy có ta bèn có tư tâm, do vậy, Phật pháp đặc biệt là đại thừa, Phật pháp nói vô ngã. Vô ngã là chân tướng sự thật Chấp trước thân này là ngã, sai rồi trong giáo pháp đại thừa có chân ngã nhưng chúng ta chẳng biết có chân ngã vì vậy trong kinh phật định nghĩa đơn giản thì ngã có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là chủ tệ ý nghĩa thứ hai là tự tại chúng ta hãy suy nghĩ chúng ta coi tên này là ngã thì ta có thể làm chủ cái tên này hay không có thể tự tại hay không nếu thật sự có thể làm chủ tể thì phải nên vĩnh viễn thoát khỏi sanh lão bệnh tử sanh còn chấp nhận được chứ lão và bệnh chẳng cần có được hay không chẳng làm được ngày càng già yếu hơn quý vị không thể làm chủ nếu nói tâm là ngã thì dựa trên cách nói của các triết gia ngoại quốc, họ biết thân chẳng phải là ngã, vì là ngã, ta tư duy nên ta tồn tại, ta có thể suy nghĩ, thì đó chính là ngã. Như vậy thì thử hỏi, cái ngã suy tưởng ấy có tự tại hay không? Chẳng tự tại. lấy định nghĩa trong Phật pháp làm tiêu chuẩn, ngã ấy là giả. Nhưng trong kinh Phật Có nói chân ngã Chân ngã quả thật Có thể làm chủ Đắc đại tự tại Có thể làm chủ là gì Chẳng sanh chẳng diệt Ngã là gì Tự tánh là ngã Tự tánh chẳng sanh chẳng diệt Tự tánh có thể sanh ra dạng pháp người học phật theo đuổi điều gì tìm lại chân ngã thân thể thật sự là gì pháp thân pháp thân là chân ngã pháp thân là gì cấp pháp giới hư không giới là pháp thân khi nào quý vị có thể thừa nhận dạng pháp trong vũ trụ là pháp thân của ta Kinh Phật nói như vậy Vì sao chúng là pháp thân của vị? Chúng là do tự tánh của vị biến hiện Cái có thể biến chính là bổn tánh của chính mình Sở biến là dạng sự dạng vật Toàn thể vũ trụ đều do tự tánh của chính quý vị biến hiện Giống như nằm mộng Lúc một người đang nằm mộng Nếu quý vị bỗng giác ngộ Giấc mộng này Do ý thức của ta biến hiện Những gì trong mộng là ta Toàn thể mộng cảnh là ta Mộng cảnh do ý niệm của ta biến hiện Do vọng niệm biến hiện Toàn thể mộng cảnh là ta Trong mộng cảnh có thân thể của chính mình Thân thể người khác cũng do ta biến đều là ta Trong Phật Pháp nói là chứng đắc Pháp thân Quý vị thật sự khẳng định chẳng có mãi may hoài nghi nào Các Pháp giới hư không giới và chính mình là một thể Bèn đắc tự tại Thân thể này đã diệt, thân thể kia chẳng diệt Giống như tế bào trên thân thể chúng ta thay cũ đổi mới Mỗi ngày thời thời khắc khắc Đều có tế bào chết đi Tế bào mới sanh bổ sung Chẳng có sanh tử Đó là thật Tất cả hết thể chúng sanh Và chính mình là một thể Lẽ nào chẳng yêu thương Che chở Làm sao có thể tổn thương Làm hại được Há có đạo lý như thế Đó là người giác ngộ kẻ chưa giác ngộ có thiên kiến chấp trước thứ gì cũng đều vì vọng niệm mà suy nghĩ vì cái thân thể hư giả này mà suy nghĩ vì dòng tâm vì tấm thân hư giả mà tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp tương lai vào trong địa ngục gánh chịu quả báo làm chuyện gốc nghếch như vậy trong kinh phật thường nói đó là ngu si thí như cấu ô nhiễm ô Dùng gì để có thể giúp quý vị gột sạch cấu ô Không huệ Đức Phật dạy chúng ta điều này Trí huệ Trí huệ chẳng rời không Thế đã không Bạn có trí huệ Nếu là có Thì trí huệ chẳng còn nữa phiền não xảy đến. À, quý vị muốn đoạn phiền não, phải buông xuống. À, like Giống như John Thích Ca Mâu Ni Phật. Các quý vị thấy, Ngài suốt đời thị hiện Các cho hiện chúng ta thấy. Cả đời Ngài, tất cả tài sản là Tam Y Nhất Bác. Tức là ba tấm y, một cái bát Đó là toàn bộ tài sản của Ngài Trừ những món ấy ra, thứ gì cũng chẳng có Chúng ta phải biết điều này Mỗi ngày đi ra ngoài khất thực Còn mang theo một dụng cụ phòng thân Là tích trưởng Phía sau chúng tôi có bài tích trường Tích trường là thứ để phòng thân khi ra ngoài khất thực Đến thôn trang của người ta Chó của họ xong đến cắn quý vị Tích trường ấy dùng để đuổi chó Đến trước cửa nhà người ta khất thực Chẳng thể gõ cửa Gõ cửa quá vô lễ Làm cách nào Dùng tích trường tích trường rung lên sẽ vang ra tiếng quý vị hãy nhìn cách chế tạo tích trường hãy rung lên bèn gian ra tiếng người bên trong nghe tiếng biết là có người xuất gia đến khất thực sẽ mở cửa tặng cho quý vị một chút cơm hay thức ăn do vậy đi ra ngoài khất thực nhất định phải cầm theo tích trường chỗ nào cũng nghĩ thay cho người khác, cho nên giữ đoạn sự thanh tịnh của người ta. qua đêm dưới gốc cây, ngồi xếp bằng dưới cội cây to, đắp ba y trên thân, giống như đắp mệt. Do thuở ấy Cô dịch du hành của Đức Thế Tôn Là lưu vực sông Hằng Thuộc dùng việc đấy Nên không cần có quần áo dày Ba y là đủ rồi Làm cho chúng ta thấy Thứ gì cũng đều buông xuống Đắc đại tự tại Thân tâm thanh tịnh trí huệ sung mãn sự nghiệp cả đời là giáo học trừ giáo học ra chẳng có sự nghiệp nào khác Giáo học vĩnh viễn chẳng gián đoạn Trong phần trước Chúng tôi đã nói theo cương lãnh tổng quát Đối tượng giáo học Vô lượng vô biên Phạm phu chúng ta chẳng nhìn thấy Phạm phu chỉ thấy loài người là đồng loại Chứ chẳng thấy mười phương Bồ Tát chư thiên Chẳng nhìn thấy những vị thiên thần ấy Quý thần cũng chẳng nhìn thấy Họ có thể thấy Phật Mà Đức Phật cũng trông thấy họ Đức Phật cũng không ngừng giáo hóa giúp đỡ họ Nên Phật Bồ Tát giáo học chưa hề gián đoạn Công huệ có thể trừ phiền não Giống hệt như tẩy trạc Trừ tà hiển chánh Điều này được gọi là hiển minh Tức là hiển minh thanh bạch Chánh Là điều chính mình sẵn có Cổ nhân Trung Quốc gọi nó là bổn tánh bổn thiện ở đây thiện được gọi là chánh tập tánh bất thiện nên gọi là tà hiệu quả giáo dục chính là câu này giúp chúng ta Xa lìa tà tư, tà hạnh Hiển lộ chánh niệm Chánh hạnh của chính mình Nên gọi là hiển minh Dĩ hộ pháp thành Pháp ở đây là pháp của chính mình Pháp của chính mình gọi là Phật Pháp. Chứ gì phải biết điều này? Vì sao? Pháp là điều vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh. Nhưng chúng ta mê mất. Nên tất cả mô ni Phật phải nêu gương. Lại còn phải giảng giải cho chúng ta nghe Khiến cho Pháp trong tâm tánh của chính chúng ta bèn hiển lộ Đạo lý là như vậy Chẳng có cách nào trao Pháp của Thích Ca Bồ Đi Phật cho chúng ta ắt phải là Pháp trong tự tánh của chúng ta Do Thích Ca mâu Đi Phật dẫn dắt Pháp trong tự tánh của chúng ta bèn được khai hiện đó là đúng như vậy quý vị tu hành thành phật đức phật có công lao gì đối với quý vị hay không đức phật dẫn dắt quý vị còn sự thành tựu của quý vị vẫn là bổn phận của chính mình phật bồ tát chẳng kể công nhưng chúng ta phải cảm ơn các ngài đã khuyên dụ hướng dẫn nếu các ngài chẳng khuyên dụ hướng dẫn chúng ta vĩnh viễn mê hoặc điên đảo chỗ tốt đẹp của các ngài đối với chúng ta chính là chỗ này dẫn dắt chúng ta khiến cho chúng ta giác ngộ chính mình và các ngài vốn chẳng khác nhau các ngài có thể buông phiền não xuống ta chỉ cần buông phiền não xuống sẽ giống hệt các ngài trí huệ đức năng và tướng hảo trong tự tánh toàn bộ đều hiện ra chẳng phải do từ bên ngoài mà đạt được chẳng phải do phật bồ tát ban cho chúng ta chẳng phải vậy nhất định phải hiểu tự tánh vốn tự trọn đủ Do đó gọi là hộ pháp thành Bản thân chúng ta phải biết bảo vệ Đó là thanh bạch Siêu chư quỷ bán Cố giết thanh bạch Tất cả hết thể quỷ bán đều là giả Đều chẳng thật Chúng ta làm sai thì mới có quỷ bán. Nay chúng ta tư tưởng thuần chánh, kiến giải thuần chánh, ngôn hành thuần đánh. chánh. Hết thể quỷ bán đều chẳng còn nữa. Nên gọi là thanh bạch. Văn trung pháp thành là tỷ dụ chỉ trí đoạn chi quả. Đoạn là phán đoán. Trí là trí huệ. Trí đoạn là quả báo do sự phán đoán của trí huệ. Dùng chữ thành để làm tỷ dụ. Sách hợp tán cũng giảng theo cách như vậy. Trí đoạn chi quả vì pháp thành. Nêu ra tỷ dụ này Gia Tường Sớ viết Khiển trừ mê cấu Cố dân tẩy trạc Vô tướng chi giải Thì vô lậu minh Cố dân thanh bạch Giải thích kiểu này cũng hết sức hay Ngài Giá Tường giải thích theo cách này dễ hiểu Khiển trừ mê cấu Mê là mê hoặc Chẳng biết chân tướng sự thật Cấu là nhiễm ô Tức là Các thứ tạp khí phiền não Nhất định phải buông xuống những thứ ấy Buông mê xuống Trí huệ hiện tiền Buông phiền não xuống Đức tướng hiện tiền Bởi lẽ Chúng là hai mặt của cùng một thể Nên dùng tẩy trạc làm tỷ dụ Vô tướng chi giải Giải quý vị hãy thực sự liễu giải chân tướng của dạng vật trong vũ trụ giống như đối với thông tin do các nhà lượng tử vật lý học đã phát biểu trong thời gian gần đây chúng tôi thấy vậy bèn dùng những thông tin ấy để giải thích phật pháp rất hữu ích cho kẻ sơ học như chúng ta họ đã phát hiện vật chất là gì tất cả vật chất đều do một loại vật chất cơ bản hợp thành nó được gọi bằng danh từ khoa học là hạt cơ bản hiện nay họ lại phát hiện hạt cơ bản vẫn còn quá lớn còn có thể phân tích nó càng nhỏ hơn càng vi tế hơn gọi là lượng tử đó có phải là cực vi vi như kinh phật đã nói hay không lượng tử là vật chất cơ sở vật chất căn bản Tất cả hết thể vật chất Đều là do nó hợp thành Thứ ấy là gì Họ phát hiện Nó chính là ý niệm Tức là ý niệm của con người Rất nhiều ý niệm biến thành vật chất Do đó vật chất sinh từ tâm tưởng Chẳng có ý niệm sẽ chẳng có vật chất Vì thế họ nói Vật chất là một quyển tướng của ý niệm Tích lũy liên tục Họ phát biểu Về căn bản trong vũ trụ chẳng có vật chất tồn tại Bởi lẽ hiện tượng vật chất giống như quyển giác của chúng ta Họ đã tìm được căn nguyên Cách nói ấy cũng rất gần với Phật Pháp Phật Pháp cũng nói như vậy Quý vị xem Kinh Kim Cang Là bản kinh mọi người thường đọc Trong Kinh Kim Cang có nói Phạm những gì có tướng đều là hư vọng Phát hiện của các nhà lượng tử lực học Chứng tỏ lời ấy là thật, chẳng giả Hết thảy các pháp hữu di Như mộng quyển bọt bóng Chúng ta ngu si Ngỡ những thứ ấy là thật Niệm niệm chẳng bỏ Muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp do đó chúng ta hứng chịu quả báo phải nhận biết rõ ràng đó gọi là tự làm tự chịu chứ thật ra về căn bản chúng chẳng có họ đã phát hiện theo sự phát hiện ba tế tướng của a lại gia họ gọi ba tế tướng ấy là vật chất thông tin và năng lượng Danh sinh các giới ba tế tướng của A-lại gia Nhưng nói về cùng một chuyện Tế tướng thứ nhất của A-lại gia là nghiệp tướng Khoa học gọi nghiệp tướng là năng lượng Thứ hai là chuyển tướng Họ gọi chuyển tướng là thông tin Tức là ý niệm Là niệm Thứ ba là cảnh giới tướng Họ gọi nó là vật chất Chẳng dễ dàng Vì lẽ đó Đối với khoa học Tôi tin tưởng Sau dăm ba năm nữa Các phát hiện của lượng tử lực học Sẽ biến thành những lý luận khiến cho khắp tất cả những kẻ tầm thường như chúng ta đều có thể tin tưởng sẽ có ích to lớn đối với phật pháp khiến cho mọi người sẽ quay lại xem xét phật pháp phật pháp chẳng phải là mê tín phật pháp là khoa học các nhà khoa học sẽ tìm tòi này nọ từ phật pháp họ phát hiện ba tế tướng nhưng do đâu mà có ba tế tướng họ chẳng biết còn kinh đại thừa thì có giải thích rõ ràng những người ấy rất thông minh nếu họ tiếp xúc kinh giáo đại thừa chắc chắn cảnh giới sẽ được nâng cao với một mức độ lớn có thể giảng các hiện tượng trong vũ trụ rõ ràng hơn minh bạch hơn Rốt cuộc những hiện tượng ấy là như thế nào Uống nắng rất nhiều cách nhìn của chúng ta Uống nắng rất nhiều hành vi sai lầm của chúng ta Chỉ cần chẳng phạm lỗi lầm Thế giới cực lạc hiện tiền Thiên quốc trong tôn giáo Bèn ở ngay trước mắt chúng ta Thượng Đế cũng sẽ xuất hiện trong nhân gian Đều là do tâm chúng ta bất thiện Nên họ xa lìa chúng ta Khiến cho chúng ta chịu khổ mắc nạn ở nơi đây Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta chẳng biết chân tướng sự thật chút nào hoàn toàn bị tập khí vọng tưởng phiền não làm chủ cho nên gặp phải tình cảnh như hiện thời do vậy vô tướng là thật vô tướng là nói theo thể nó có hiện tướng hay không? Có Quý vị cũng chẳng thể không thừa nhận Vì thế Sao vô tướng có một câu Vô tướng vô bất tướng Vô tướng là không Vô bất tướng là có Không là thể Có là hiện tướng Hiện tướng Bạn có thể thọ dùng có thể thưởng thức nhưng quý vị chẳng thể đạt được các tướng ấy nếu quý vị nói ta có được tức là sai mất rồi quý vị chẳng thể có được vì sao chẳng có được nó là trống không về căn bản là chẳng có bởi vậy nếu các nhà khoa học thật sự phát hiện tượng vật chất là do ý niệm tích lũy về căn bản vật chất là giả thì đối với hiện tượng vật chất chúng ta chẳng còn khởi tâm tham Giống như chúng ta xem tivi Chúng ta có thể thưởng thức những hình ảnh trong màn hình Nhưng có nắm được những thứ trong tivi hay chăng? Chẳng nắm được Quý vị sẽ chặn giấy tam tham đối với những thứ trong tivi Cái này ta cũng muốn, cái kia ta cũng muốn Sẽ không dấy lên ý niệm ấy Vì sao? Quý vị biết chúng là giả Nếu chúng ta thấy rõ ràng minh bạch chân tướng của thế giới này Bồ Tát Đạo cũng rất dễ đạt được Sẽ nâng cao cảnh giới của chúng ta Lên một mức to lớn Siêu phạm nhập thánh Như vậy thì hiện tượng là có Tuy có Nhưng chẳng phải là có trong có Không Mà là không trong bất không chi không như vậy thì mới được coi là thật sự nhận biết không chẳng phải là chẳng có gì không là bất không chi không nó có thể hiện tướng đó gọi là vô lậu minh minh là trí huệ vô lậu lậu là tên gọi khác của phiền não cũng có thể nói vô lậu là mê cấu đều chẳng còn Chân trí huệ hiện tiền Đó là thanh bạch Chữ thanh tịnh trong tự đề bản kinh Vô lượng thọ mang ý nghĩa này Hồ chân giải dứt Tẩy trạc cấu ô Hiển minh thanh bạch Thì chú vũ đức chú vũ là đổ mưa vì sao nước mưa có thể gột rửa sạch những thứ dơ bẩn tiếp theo đó sách viết giữ hữu năng tẩy vật cấu uất nó có thể rửa sạch năng hiển thanh bạch thể chi đức chỉ cần đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước hoặc như chúng ta nói là buông xuống Thì tánh đức trong tự tánh bèn hiện tiền Tự tánh là thanh tịnh Huệ Đăng Đại Sư đã nói trước thầy Chúng tôi tin tưởng Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn Đã chứng minh cho Ngài Nếu không sẽ chẳng quyền y bác cho Đại Sư ngài đã thư trình bằng hai mươi chữ Những hòa thượng trao y bác cho sư truyền cho sư tức là đã chứng minh lời sư nói là đúng chẳng nói sai tí nào câu đầu tiên sư nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh tự tánh của chúng ta thanh tịnh trong sạch chưa hề bị nhiễm ô cái gì bị nhiễm ô a à, lại gia bị nhiễm ô a à, lại gia có thể bị nhiễm ô chứ tự tánh chưa hề bị nhiễm ô vì sao tự tánh của chúng ta chẳng hiển lộ đam mê nên tuy có mà không biết tạp khí quyền não nắm quyền làm chủ hỏng rồi Lục đạo phàm phu ở trong tình trạng này Vì lẽ đó Tất cả Mâu đi Phật xuất hiện trong thế gian này Nhằm dạy chúng ta chân tướng sự thật Chúng ta đã hiểu rõ Buông tập khí phiền não xuống Tánh đức hiện tiền vốn tự thanh tịnh vốn chẳng sinh diệt đó là thật vốn tự trọn đủ vốn chẳng dao động có thể sinh ra dạng pháp đó mới là chính mình thật sự là chân ngã vì sao? Đó là chủ thể, Thật sự đạt được đại tự tại Vì thế Hãy tìm lại chân ngã Ai nấy đều có chân ngã Nhưng chính quý vị phải chịu đi tìm Như Lai Pháp Luân Tẩy Trạc Trần Lao Cấu Ô Khai hiển bổn hữu tình thể giả Đây là nói về chúng ta trong hiện tiền Chúng ta phải cậy vào giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Luân của Như Lai là giáo dục của Phật Đà Chúng ta nhìn như vậy bèn hiểu Phải cậy vào giáo dục của Phật Đà giúp đỡ chúng ta Gột rửa sạch sẽ những tập khí phiền não ấy khiến cho sự thanh tịnh mà chúng ta vốn có sẽ được hiển lộ. Dĩ thượng gia tượng, chân giải lưỡng sớ trung, thanh mạch chi giải, ưu ư hợp tán, giảng hay hơn hợp tán. Nhưng Hoàng Lão Cư Sĩ đều tập hợp trọn hết những cách giải thích ấy ở đây. Trong bản chú giải này, Cô đã trích dẫn 193 thứ kinh luận Nên chúng ta đều được đọc Tổng thường chư giải Cố tri thanh bạch giả Trí đoạn chi quả giả Vô lậu chi binh giả Bổn hữu tình thể giả Ba câu này có cùng một ý nghĩa Thanh bạch phải có trí huệ Và quả đoạn Thì thanh bạch mới có thể hiện tiền Vì sao? Có trí huệ, có quả đoạn Sẽ chẳng mê hoặc Những tạp khí phiền não ấy Thầy đều dứt bỏ Chẳng phải là thanh bạch hiện tiền ư Vì thế thanh bạch là trí huệ vô lậu Vô lậu chi minh là trí huệ vô lậu Trí huệ chẳng xen tạp tập khí phiền não bèn gọi là vô lậu chi minh tình thể vốn có là như huệ nhân đại sư đã nói vốn tự thanh tịch nhược dung thông thiền môn nghĩa là dùng cảnh giới trong thiền tông để giải thích tắt tẩy trạc cấu ô được thiền môn gọi là quýnh thoát căn trần thoát là thoát lìa căn là gì sáu căn tức mắt tai mũi lưỡi thân còn một căn nữa là ý trần là sắc thân, hương vị xuất phát những thứ ấy đều là nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý là nhiễm ô bên trong sắc thanh hương vị xuất phát là nhiễm ô bên ngoài nay thì trong là buông căng xuống ngoài là buông xuống sáu trận hãy có thể chẳng thanh tịnh ư tự tánh hiện tiền vì tự tánh vốn thanh tịnh Câu đầu tiên của Huệ Năng Đại Sư Là vốn tự thanh tịnh Thanh tịnh dương minh thể hiện tiền Quýnh thoát căng trần Quýnh là xa lìa Thoát là vượt khỏi Hiển minh thanh bạch Thị linh quang độc diệu Đây là hai câu trong Thiền Tông Quýnh thoát căng trận Linh quan độc diệu Trong Thiền Tông Nói đến cảnh giới này Người minh tâm kiến tánh đạt tới cảnh giới ấy Linh quan là trí huệ Khi ấy Bất luận là căn thân Hay cảnh giới bên ngoài công gì chẳng phải là trí huệ viên mãn hiện tiền Nên gọi là linh quan độc diệu Đó là nói theo thiền tông Tiếp theo đó hội quy tịnh tông Tình độ sẽ nói như thế nào tên đồ nói đô nhiếp lục căn thì tẩy đạt tấu ô nhiếp là thâu nhiếp thâu hồi sáu căn lại mắt nhìn ra bên ngoài thấy sắc tướng bên ngoài nay mắt chẳng nhìn ra ngoài nữa mà nhìn vào trong Trong là gì? Trong là tự tánh Tánh tướng Thâu hồi tánh tướng lại Để nhìn vào tánh Đã kiến tánh Nơi mắt Thì gọi là tánh thấy Chẳng gọi là căn Tánh thấy thấy sắc tánh Nơi tai thì tánh nghe Nghe thanh tánh Lưỡi ăn thứ này nọ Thì tánh nếm Sẽ nếm vị tánh Đó gọi là Minh tâm kiến tánh Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Quán Thế Âm Bồ Tát tu hành chứng quả dùng phương pháp này tức là phản văn văn tự tánh điều này được nói trong kinh lăng nghiêm trong tịnh tông quý vị thấy nhiếp trọn sáu căn thì tịnh niệm tương kế tự đắc tâm khai thì hiển minh thanh bạch cái nhất thanh phật hiệu nhất thanh tâm Niệm Phật Tức thị thị giác hợp bổn Thị giác là bắt đầu giác ngộ Tương ứng với bổn giác Đem hai câu kinh này Khối hợp với cách nói trong tình độ Hay ghép vào cách nói trong nhà thiền Đều nói thông suốt Một thứ thông Hết thể đều thông suốt Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đào tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật but